kỳ lạ đã xảy ra ở thành phố này, xuất hiện nhiều những dấu tích từ bạch tuộc ở khắp mọi nơi. Có nhiều người theo dõi sự kiện, có người cảm thấy phấn khích, có người cảm thấy lo sợ tột độ. Hiện tại cơ quan chức năng điều tra, cư dân hết sức bình tĩnh tham gia sản xuất và điều tra. Hey, anh trở lại rồi này. Yes. Bật nhạc to lên nào. Yeah. Anh không phải là bad boy. No, no. Không dám nhận là good boy. Anh còn hơn thì nữa. Nghe thêm thì biết. Oh yeah. Bao người theo dõi em, từ xa chỉ dám đứng xem. Hơi kiêu nhưng lại dễ thương. Everybody tránh đường. Nhưng em để mắt anh, trông thấy là phải match nhanh. Mong em đừng được giỡn anh, em đừng mong mà lắm. I think you found the right one, the good one, to fall in love, to fall in love. I think now is the right time, the good time, to be in love, to be in love. Anh không phải là bad boy, không dám nhận là good boy. Baby, I can be the one, thú vị hơn vậy. Anh vô tâm một chút thôi, gặp em là sẽ khác thôi. Baby, I can be the one, I can be the one, thú vị hơn vậy. Thú vị hơn vậy. Ngắm căn cước công dân của em, anh chỉ mong được biết hết riêng tư của em. Ba mẹ em ăn gì mà sao sinh ra em được thế? Cho anh nói nhỏ một câu. Hey girl, I freaking love you so. Nơi là bánh bèo, bánh xèo, bánh da heo, không ai quấn bằng em được đâu. Thank you found the right one, the good one, to fall in love, to fall in love. I think now is the right time, the good time, to be in love, to be in love. Anh không phải là bad boy, không dám nhận là good boy. Baby, I can be the one, thú vị hơn vậy. Anh vô tâm một chút thôi, gặp em là sẽ khác thôi. Baby, I can be the one, I can be the one, thú vị hơn vậy. You found the right one, and it's the right time to fall in love, baby. Chắc chắn rằng em là người anh kiếm tìm, vậy thì còn chần chờ gì nữa?